nhanh gì mà nhanh. Chị đi có thằng thân mình, em xách cả đống đồ luôn, chịu xách phụ mà còn nói nữa. Than phiền, than phiền, than phiền. Dạ. Suốt ngày than phiền. Than phiền. Em. Ai gì vậy? Bơ đá, bơ đá, bơ đá, bơ đá. Thôi, nói nhỏ thôi, chó sủa âm tùm kia. Anh tính nè. Tính toán gì hả? Anh thấy gì em tôi đi vợ về, rồi anh nhào vô đây em cướp cái vợ đi vợ này hả? Không có, anh tính nè. Nguyễn Văn máy tính nè. Anh làm gì tự nhiên nhào tới làm hết hồn luôn vậy? Thì anh bịch như vậy chứ chị em có gặp anh đâu. Em tha lỗi cho anh được không? Lỗi phải gì nữa hả? Anh là người yêu mà anh bỏ người yêu anh đi nhậu như vậy hả? Không biết. Có tha lỗi gì hết á. Thì biết rồi, đó chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện chính là cái bữa ăn bún riêu em nhớ không? Bún riêu gì? Ăn có tô 10.000 à em, mà xin thêm bún, thêm rau, thêm huyết đồ. Rồi bà kia bà chửi quá trời luôn. Cái anh giận quá anh mới la một tiếng. Mà nói lần nào dứt nguyên cục bún tôm như mặt anh em. Trời có bồ bịch gì kỳ không trời. Mắc cười quá à. Anh nói chuyện gì anh nói được hả? Bồ dính cái cục mắm tôm vô mặt hà mà anh nói là mà anh có 10.000 em xin người ta quá rồi anh giận anh la thôi. Ủa thì cái tính em tiết kiệm thì vậy thôi. Anh không nói nhiều nữa, chia tay đi. Thôi đừng có chia tay mà em ơi, đừng có chia tay mà em. Chia tay biết sống là sao đây? Ê nói dùm tiếng coi. Nói gì? Trời ơi, đàn ông trai mà không hiểu tâm lý phụ nữ, nhiều khi người ta thử lòng người ta dứt cục mắm tôm thôi, chưa hết chửi người ta đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng mà chị cũng kỳ nữa. Ủa gì? Thì người yêu của nhau mà chị thử lòng thì thiếu gì cách, tự nhiên chị đi thử kiểu đó. Ừ. Em thấy nha, anh tính là cái người trong xóm mình cũng gọi là đẹp trai nè, không body đó, thấy chưa? Mà chưa tính ảnh hài hước vui vẻ nữa rồi trang hoài với mọi người trong xóm vậy là chị bỏ qua cho ảnh đi. Đúng em rồi đi. Em bỏ qua cho anh đi cưng. Anh đây tôi chia tay anh, em mà nói nữa chị từ em luôn đó. Em ơi đừng mà, em ơi đừng có đóng dây chuông mà trời, đừng có đi kêu trường. Thôi nói nghe nè, thiệt em điều tra kỹ lắm rồi, mấy người yêu trước của chị không bằng anh này đâu, cho nên là cho ông cơ hội nữa đi. Đúng rồi em. Ông bà xưa có câu, yêu nhau là mình phải biết hy sinh cho nhau, phải biết tha thứ cho nhau mới gọi là tình yêu cao thượng. Đúng rồi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh ngừ chạy lại. Em ơi bây giờ phải làm như thế nào, phải làm cách nào em chịu tha thứ cho anh đi em. Thì tha hả? Tha đi. Thì tha được rồi. Nếu mà tôi cố chấp tôi không tha lỗi cho anh á thì mất công á, người đời nói tôi thế này thế kia. Yeah, là em tha cho anh đúng không? Đi chơi, đi chơi. Không, tha. Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện của tôi là ngày mai đúng 12 giờ trưa, 12 giờ 12 phút 12 giây, anh phải cầm 12 cái bông hồng đứng trước sân nhà tôi 12 ngày liên tiếp, tôi sẽ tha lỗi cho anh. 120 ngày cũng được. Nè, nói được là phải làm được đó nha. Vì người yêu cho dù lên biển đau xuống chảo dầu anh cũng sẽ làm được. Hôm chia tay chiều chủ nhật qua phố chợ bỗng nghe tiếng sét đúng rồi hát bài 10 giờ 12 phút 12 giây rồi mà vẫn chưa thấy Thắm ra nữa. Thắm ơi anh tới rồi, tha lỗi cho anh đi Thắm ơi, nắng quá. Cái gì vậy kìa? Trời ơi tội ghê chưa, tao nói nắng mình ra đứng có chút xíu mà nắng nhức đầu luôn, mà nghĩ sao ông đứng mà đã thấy tội ghê luôn á. Trời ơi lỡ như ông xỉu rồi sao ta? Xỉu gì mà xỉu, mọi bước bực bội, nó nhiều quá. Ê Thắm ơi, mở cửa cho anh đi Thắm ơi. Bực bội, nó nhiều quá. Đem che cho ấm ơi. Nè. Gì? Tự đem ra che đi. Ủa mắc cười quá ha, chị phạt ổng, tự nhiên chị đem ra che, phạt gì nữa. Ai biểu em xuống em che đi. Mệt ghê luôn á. Nói vậy là thôi, vậy thì để thần tình yêu này ra tay giúp hai người vậy. Rồi Thắm thúi, rồi thúi, không phải Thắm mà là thúi. À thúi, không có thúi. Cái gì? Cái gì? Tôi tên Tèo. Quên luôn á, bị lẹo lử hiểu không? Nghĩ sao tao ra đây tao giúp mà kêu tao thúi. Ủa giúp anh hả? Giúp chứ còn gì nữa. Em giúp làm sao vậy? Thấy cái gì đây ông? Cái ủ. Còn gọi là cái dù. Biết ở đâu có nó không? Của em. Không, của em là đúng rồi, nhưng mà biết sao nó ở ngoài đây không? À má Thắm đem ra đây. Sao vậy, sao hụt hẳn vậy? Cái này á là chị Thắm á, bà cố tình bà sợ anh đứng ngoài đây nắng. Bà nhờ em đem ra. Ê như vậy là hả, Thắm cũng động lòng đúng không? Chứ sao. Em ra tay mà. Nắng quá che mạnh cái coi. Cảm ơn thúi nha. Ôi thôi quên rồi, không có Tèo. Cho nó cũng lên luôn rồi. Hay trời nè. Ây da. Nắng dữ vậy trời. Anh Tính. Anh Tính. Ủa làm gì múa dù rồi vậy? Kêu nghe không? Anh Tính. Em. Ủa
anh tính đâu hai anh em lừa chị đúng không? Không phải vậy đâu chị. Anh tính ảnh không phải gì mà không phải hả? Trời ơi, nói sao ta. Hai người lừa chị đúng không? Không có lừa. Thật sự. Trời ơi, sao vậy? Sao đi lộ vậy? Ai biểu anh nói về uống thuốc thôi mà đi lâu quá vậy có biết đâu. Ồ, bệnh nặng quá anh mới đừng có nói nhiều nữa. Thì ra mấy nay hai anh em gạt tôi đúng không? Mấy bữa nay là em đứng đây chứ không phải ảnh đúng không? Không có. Không có nói nhiều nữa. Thôi, nghe anh nói nè. Mấy bữa nay anh đứng ngoài đây anh bị say nắng, anh bệnh lum la sổ mũi rồi lum nữa. Bây giờ anh mới đi khám bác sĩ về. Tin anh đi, anh không có xạo em đâu. Anh có xạo. Anh không những anh không đứng mà ở đây còn không có hoa nữa. Không có. Hoa anh giấu ngay chỗ cái cột nè. Trời đất ơi. Nè. Thôi đi, anh đừng có ngụy biện nữa, tôi không có tin anh đâu. Thôi mà, tin anh đi mà, thiệt mà. Cái gì? Trời ơi, thôi bây giờ, sẵn em nói luôn nè. Tất cả là tại chị á. Chị nghĩ sao á, là thử lòng, thử 1-2 ngày cho vui thôi. Thử gì bắt ta đứng tới 12 ngày, đúng 12 giờ, 12 phút, 12 giây. Cầm 12 cái hoa hồng. Ảnh anh đứng đây say nắng là đúng rồi. Chứ nãy giờ chị đứng chị không thấy nắng hả? Thấy nhức đầu không? Thì cũng nắng. Thì cũng nắng thì chị phải hiểu cho ảnh. Anh nói anh về anh uống thuốc anh ra mà anh sợ rồi ra đây thì chị không thấy ai cái chị giận cho nên anh phải nhờ em á cầm cái dù đứng ở đây giúp ảnh 5 phút thôi anh chạy về anh chạy ra liền. Đúng rồi em, tha lỗi cho anh đi, trong tình yêu mà ai cũng có những sai lầm đúng không, quan trọng là biết thông cảm mà hiểu cho nhau đi em. Bây giờ nè em ở giữa nè, em nói là đúng nhất. Đồng ý là anh tính hôm bữa là anh bậy vì đang đi chơi với chị mà anh bỏ anh đi nhậu với bạn, nhưng mà chị cũng phải thông cảm chứ ảnh lâu lâu thì cũng lỡ chứ sao không lỡ. Còn chưa kể em là em trai của chị nè, lỡ ví dụ như hôm nào cái em xui xui em quen người bạn gái mà bạn gái em cũng hành hạ giống y như chị hành danh tính vậy đó, thì chị có sót cho em không? Thì chị che dù cho em. Em vậy bây giờ gương dở lại lành nha, mình đừng có giận nhau nữa nha. Đúng rồi, mai mốt anh đừng có chọc giận em đi. Rồi từ nay xin hứa sẽ không bao giờ chọc giận người yêu của anh nữa. Tôi mua một bịch bánh rồi tôi tặng cho bác. Trời ơi, mua một bịch bánh rồi tặng thêm bịch bánh nữa rồi tao dỡ cái nhà này luôn sao?